cộng sản á, tôi đưa cái này để tôi nói nghe nè. Nếu nói chuyện á, mà bà Hằng á, ai vào bằng em á, bà Hằng chung là cái cốc gì với bà này hết á. Bà này là ai? Là Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư mới bị bắt, và ông Lê Duy Thành là chủ tịch bắt luôn. Mà bà này bây giờ bà bạch hóa ra có bị nghe không, khủng nữa thôi đó. Tiền của bà đó là phải tiền xài không bao giờ hết luôn. Bà Hằng không có cái cửa gì với bà này hết á. Để coi cho coi nè, bằng bằng chứng nè, để tôi cho coi rồi tôi mới nói cho quý vị nghe. Đủ giàu ghê hả? Còn phía trên đấy là toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu, đã 13 dòng tộc của thế giới. 75 năm đó, kỷ niệm 75 năm là ngày học về cái chính sách mà trả tiền cho đất nước Việt Nam. Nên anh về đấy 75 năm. Đấy là hệ thống Biden Family, bà nữ Hoàng Anh này, người chủ tịch, tất cả các chủ tịch của các ngân hàng trên thế giới và tài chính thế giới đều có mặt. Bây giờ mắt thấy chứ còn không có phải đây. Cái này đừng có phát tán ra. Quay để chứng minh. Cái này nó thuộc về bí mật, cái lộ em ra một cái rồi. Đúng không phát tán đâu, nên chỉ coi biết nha thôi à. Anh em nè, 3.000 người đang coi đừng có phát tán ra nha, mình coi cho biết thôi. Sang đây Ok quý vị ơi, thôi bây giờ như nè, bác phải nói một câu là đủ super super rich luôn quý vị, phải nói một câu là super super rich luôn ấy. Đấy,